Và thưa bác sĩ thì hiện tại thì trên livestream cũng có một bạn đang hỏi ạ là không biết là dòng sản phẩm dù là collagen gold của chúng ta thì có thể sử dụng lâu dài được hay không hay là phải sử dụng theo liệu trình ạ? Thì bác sĩ có thể chia sẻ sâu hơn về vấn đề này cho các bạn đang xem livestream được biết được không ạ? Ban nãy chúng tôi có chia sẻ với các bạn về cái thành phần trong cream collagen gold đúng không ạ? Do cái hàm lượng ở đây thì nhà sản xuất đã để rất là tinh tế. Chúng tôi thấy rằng là với cái hàm lượng 100 mg trung bình với một số các liều như là của collagen thủy phân hay là bột diệp lục đúng không ạ? Thì đây là một cái liều rất an toàn để cho chúng ta có thể dùng kéo dài. Vì một số các cái sản phẩm mà chúng tôi đã từng kể cả trải nghiệm cũng như là cho khách hàng dùng ấy, nó lên đến tận 3.000 hoặc là 10.000 mg cái collagen thủy phân, đây là có thể làm cho cái người dùng đấy họ có thể là đầy bụng. Thế do vậy mà chúng tôi thấy rằng với cái tính toán trong cái quá trình mà cái thành phần đưa ra như thế này, các bạn có thể dùng lâu dài, không có vấn đề gì cả. Chỉ quan trọng rằng chúng ta luôn lắng nghe cơ thể của mình và luôn luôn có chuyên gia y tế cũng như nhãn hàng sẽ đồng hành cùng với các bạn.